em. Rồi hôm nay bác sĩ sẽ tư vấn cái mũi em một chút xíu. Thì em kể về cái mũi của em coi là trước đó đã làm như thế nào. Trước thì em cũng bọc mà sụn bình thường thôi, sụn nhân tạo thôi. Và cũng làm cách đây 5-6 năm rồi. 5-6 năm rồi. Thì các bạn có thể thấy là bây giờ là cái sóng mũi nó lệch nè. Em nhìn nè, sóng mũi nó lệch nè. Nó lệch qua bên tay trái em ha. Rồi cái chỗ này nó lệch bên trái mà nó lộ luôn. Nó lộ luôn. Mà khi mà cái mũi như vậy nó gây ảnh hưởng gì về cái sự tự tin của mình không? Nhiều lắm anh. Ví dụ như gì? Cho nó lệch nhìn cái mặt mình mất thẩm mỹ rồi. Mất thẩm mỹ ha. Đó, bạn là khuôn mặt cũng khá dễ thương ha. Da em đẹp mà cái mũi nó lệch quá. Nè. Rồi các bạn thấy cái đầu mũi nè, đó. Cái đầu mũi. Hai cái chỗ này nó phồng lên ha. Vì sao nó phồng lên? Vì trước của bạn thì nó không đến nỗi phồng vậy. Tại vì do cái sụn silicone này nó đè vô cái đầu mũi, nó làm cái đầu mũi nó bị trẻ ra và nó phồng lên hai bên. Và đặc biệt cái trụ này nó bị thòng xuống do cái sóng. Các bạn thấy khi cười thì cái trụ mũi này nó dài quá. Nó giống như đầu mũi thì ngắn nha, nhưng cái trụ này nó dài quá. Nên là khi mà chụp hình mà nếu mà cười anh nghĩ là em sẽ không muốn đúng không? Tại vì cái này nó thòng xuống, nó móp méo rất là nhiều. Đó. Rồi cái phần sóng mũi nè, các bạn thấy nè, mình có thể lắc được qua á, là do người ta đặt dưới da. Các bạn thấy nè, một trong những cái biểu hiện mà đặt dưới da, thứ nhất là chúng ta có thể lắc được, thứ hai là nó bóng da, bắt đầu nó bóng lên á. Các bạn thấy chỗ này nó bóng lên, bóng da lên, đầu mũi nó bóng lên nhiều đó. Thì hôm nay bạn đến thẩm mỹ viện Gangu để mà đăng ký cái dịch vụ là mũi sửa lại 6D ha. Thì bác sĩ sẽ chỉnh lại hết, thứ nhất là về đầu mũi nè. Sau phẫu thuật thì hai cái này nó sẽ thon gọn lại đầu mũi. Thứ hai cái phần trụ mũi nó không bị thòng xuống như vậy. Đầu mũi thì nó dài ra và nó thẳng thắn và nó thon gọn lại. Phần sóng mũi thì bác sĩ sẽ đặt dưới màng xương. Em mong muốn cái mũi sau phẫu thuật như thế nào? Nói chung là nó cao và nó được tự nhiên, quan trọng là tự nhiên. Nó có ba điều để chúng cái tiêu chuẩn nâng mũi tại Gangu là: thứ nhất nhìn vào nó phải tự nhiên. Đầu tiên nó tự nhiên, nhìn nó hiền mà phong thủy nó tốt, thần thái nó tốt. Chứ chẳng hạn như nhiều người nâng cái mũi quá cao đi, nhìn vô khuôn mặt nó dữ. Thứ hai là nhìn nó có nét nam tính. Thì những cái đó là không nên. Cái kết quả sau phẫu thuật thì mình phải canh làm sao, mình sẽ dùng cái thiết bị 6D. Mình canh làm sao để cho cái mũi thứ nhất là tự nhiên, hài hòa khuôn mặt, nó hiền, nó phúc hậu, hiểu không? Thứ ba là nó phải đẹp, đẹp với nhiều góc nhìn. Mình nhìn góc nào thấy cũng đẹp. Thì đó là những cái mà tiêu chuẩn đặt ra trước một cái ca nâng mũi cho bác sĩ. Rồi em sợ gì sau trước khi phẫu thuật? Bây giờ em sợ gì? Thứ nhất là sợ đau, và thứ hai là sợ biến chứng. Lần trước có đau không? Trước thì họ tiêm đầu mũi thì đau không chịu được. Đau như thế nào? Thì không đau được, phần này đau thốn mà. Thốn không chịu được luôn á. Không chịu luôn. Ồ đó, thì thông qua cái câu chuyện của em là tại vì là khi mình nâng mũi mình tiêm vào những cái vị trí mà đầu mũi không phải là tiêm chỗ nào nó cũng đau, mà người ta tiêm vào những chỗ mà có dây thần kinh. Tại vì những cái người mà họ không hiểu biết về giải phẫu, họ có thể tiêm thuốc tê vào dây thần kinh, nó cực kỳ đau, đau ở thốn mà. Đau không chịu được. Người ta nói là buốt lên não luôn á. Đúng. Khó chịu đó. Thế thì tại Gangu thì có cái công nghệ GT Plus là khi tiêm là bác sĩ tiêm vào cái vùng nó không có thần kinh. Cho nên là tí nữa em sẽ thấy tiêm vào đầu mũi là nó không có đau chỗ nào hết. Đó là do cái công nghệ GT Plus. Thứ hai là trước phẫu thuật thì mình có bôi tê cho khách hàng thì nó không có đau. Thì em chọn Gangu là vì cái đó đó. Đã em tìm hiểu nhiều nơi rồi, những nơi khác họ không có, họ tiêm trực tiếp luôn. Xin chào các quý khách hàng của thẩm mỹ viện Gangu. Thì ngày hôm nay trước mắt chúng ta đây sẽ có một chị khách hàng rất là xinh đẹp. Bây giờ chị hôm nay là chị đến tái khám mũi ha. Thì bây giờ em xin mời bác sĩ phân tích một tí xíu về dáng mũi của mình chị nha. Dạ em chào bác, thì bác có thể phân tích về dáng mũi của chị khách hàng này giúp em nha. Xin chào em. Rồi cái mũi em làm được bao lâu rồi hả? Em làm được 1 tháng. Làm theo cái công nghệ gì? Là cấu trúc 6D. Cái chi phí hay không bao nhiêu như vậy? Là 35 triệu. Thì các bạn thấy nè, đây là một cái mũi được 2 tuần thôi nghe. Dạ.
Rồi, thì đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái mũi trước của bạn gái của mình đó, là trước đó là cái mũi của bạn thì cái đầu mũi thì nó bị dễ nhìn thấy là nó bị lệch qua bên một cái bên trái, đầu mũi lệch trái, cái sóng mũi thì nó bị lộ, nó lộ cái sóng ra và nó hay bị đỏ đúng không em? Ừ. Em làm cái mũi cũ được bao lâu rồi? Được 6 năm. Ừ, 6 năm rồi. Thì cái mũi rất là xấu, cái mũi trước đó nó có ảnh hưởng gì đến em? Nhiều lắm. Ví dụ hình ảnh. Tại vì mặt nhiều lắm, công việc nhiều thứ. Về phong thủy. Nó làm cho mình là thiếu tự tin hơn khi mà đưa đi cái mũi đó. Mà em chịu đựng 6 năm rồi, nhỏ thêm. Đó thì các bạn thấy đây là cái mũi sau khi các bác sĩ thẩm mỹ viện vuông đã chỉnh sửa lại cái mũi lỗi của bạn ha. Thì tái khám sau 15 ngày bạn thấy đây. Và bây giờ các bạn có thể thấy là cái xu hướng hiện nay nâng mũi hiện nay á, là nhìn nó rất là tự nhiên. Cái điểm đây là cái góc mũi chán hay là điểm đôi đít này, nó rất là tự nhiên, nó không có một chỗ này cao lên, không có chỗ này cao lên, nhìn nó rất là tự nhiên. Các bạn có thể thấy cái khuôn mặt của bạn nhìn nó rất là phúc hậu về phong thủy. Em cười coi, em cười thoải mái đấy. Đó, các bạn biết là một số nơi người ta nâng cái đầu mũi nó quá dài thì khi cười cái môi nó giống như nó chạm đầu mũi, cái nụ cười nó không được là tự nhiên. Đó, thì như giống như bạn này là tại thẩm mỹ viện Gia Cư thì các bác sĩ đã dùng cái thiết bị 6D để định dạng cái mũi của bạn khi mà tạo dựng cái dáng này. Cho nên là bạn không chỉ đẹp khi mà không cười, mà khi cười cái nụ cười nó cũng rất có duyên, chứ nó không vô duyên như là những cái mũi mà mình làm kiểu cái mũi khòm mũi kẹt á, khi cười nhìn nó không có duyên mà. Thì cái khuôn mặt bạn rất là nai, và em có cảm nhận là nó cảm giác nó trẻ hơn không? Có nhiều. Đó có nghĩa là gì? Nâng mũi hiện nay là người bác sĩ người ta còn chú ý đến cái thần thái khuôn mặt mình nữa. Có nghĩa là một cái mũi sau nâng, thứ nhất nó to cái khuôn mặt tự nhiên, thứ hai nhìn nó trẻ hơn và cái thần thái nó tốt hơn. Và chính những cái điều đó thì nó mang lại cái sự tự tin cho mình. Thì mình ví dụ đi học, đi chơi hoặc đi trong giao lưu, mình tự tin đó thì mình được thể hiện tất cả những cái năng lực mình có, thì về phong thủy nó cũng sẽ tốt hơn. Mà nhìn rất là thích, nhìn góc nào cũng vậy. Thích có nghĩa là người ta gọi là gì? Chụp hình không có góc vết. Nhưng như ngày xưa em chỉ chụp hình được vài góc thôi, đúng không? Còn bây giờ mình có cái góc nào mình ngại chụp không? Đó, rất là đẹp. Các bạn thấy đây là một cái khuôn mặt tròn các bạn nha. Cái người Á Đông mình thì có nhiều bạn là có cái khuôn mặt tròn này. Cái khuôn mặt bầu bỉnh này cũng là một cái khuôn mặt đặc trưng của người Á Đông, nó không sao cả. Trong xu hướng làm đẹp hiện nay thì không phải là các bạn cứ phải V-line, không phải là một cái dáng nào đó, mà mỗi người một cái chủng tộc hoặc một dân tộc, mỗi gia đình người ta có những cái nét đặc trưng riêng của cái khuôn mặt người ta. Thì nhiệm vụ của bác sĩ thẩm mỹ là không phải là cố gắng biến đổi mình trở thành những người khác, mà chỉ làm cho mình vẫn là mình nhưng mà nhìn nó đẹp hơn. Chẳng hạn như em sửa cái mũi này của em này, nhìn em rất là khác nhưng mà người thân em vẫn nhận ra em, họ vẫn thấy là em, nhưng mà kêu ủa sao dạo này thấy mình đẹp quá thì sao. Đó là một những cái thành công mà sau nâng mũi với cái quan điểm mới hiện nay, có nghĩa là người ta không cố gắng đập đi xây lại, hoặc không là cố gắng biến người này thành người khác, mà người ta tôn trọng những cái nét gọi là bẩm sinh của mình, đặc điểm của mình, mà chỉ làm cho nó đẹp lên thôi. Thì các bạn thấy cái mũi cực kỳ hài hòa. Hiện nay với cái công nghệ mà 6D được áp dụng trong nâng mũi thì chúng ta có thể tạo mọi cái dáng mũi, chẳng hạn như là chúng ta có thể làm cao hết cỡ, chúng ta có thể làm dài hết cỡ với cái công nghệ này. Tuy nhiên là với ekip bác sĩ tại Gia Cư thì chúng tôi sẽ chọn lựa cái dáng mũi nào mà hợp với từng khuôn mặt. Có nghĩa là thay vì chúng ta chẳng hạn như là cái công nghệ cũ này, thì chúng ta chỉ có một dáng mũi thôi, ví dụ mặt nào chúng ta cũng làm giống nhau. Tuy nhiên là với công nghệ 6D thì mỗi khuôn mặt thì các bác sĩ đều phân tích những cái nét đẹp, những nét duyên và những nét mà xấu của cái khuôn mặt đó. Thì mình sẽ dùng cái công nghệ 6D mình tạo dựng lại một cái dáng mũi mà nó hợp với thần thái của từng khuôn mặt. Thì chính cái điều này nó làm cho mỗi khuôn mặt một cái dáng mũi khác nhau và nó hài hòa với khuôn mặt của mỗi người. Nó không có cái kiểu mà tạo ra những cái dáng mũi mà giống nhau giữa tất cả mọi người, ai cũng giống ai. Thì cái điều này là ở quốc tế cũng như là bác sĩ nghĩ rằng là trong tương lai thì Việt Nam sẽ không có chuộng những cái dáng mũi mà giống nhau nữa. Họ sẽ chuộng những cái nét đặc trưng riêng đẹp của mỗi người khác nhau. Thì nhìn nó hay. Thứ hai là
các bạn có thể, đây là một cái mũi mà không chỉ đẹp mà nó còn bền suốt đời. Mấy tuần đấy? Gần 1 tháng. Gần 1 tháng rồi, các bạn thấy mình có thể lắc thoải mái ha, va chạm thoải mái, không vấn đề gì cả. Tại vì cái nền móng để mà tạo dựng cái mũi này, đây là một cấu trúc thì bác sĩ dùng sụn nano nên nó rất là bền chắc, suốt đời cho chúng ta, không có vấn đề gì cả. Các bạn thấy cái phần sóng mũi này mình không thể lắc được, các em có thể rời nhẹ, em lắc nhẹ thôi. Cái phần sóng ở trên đó nó khác với cái mũi khác không? Mũi cuối nó lắc. Ồ, lắc qua lắc lại được. Nhưng cái mũi này em có cảm giác giống như nó ăn liền với cơ thể trong một cái khối. Em đã thử rồi, rất là chắc chắn. Cảm giác như cái sóng mũi này nó ăn liền với cơ thể, cái khuôn mặt của chúng ta. Có nghĩa là cái khi mình dùng cái sụn nano á, thì nó sẽ giúp cho cái sự gắn kết tốt hơn, là cái kỹ thuật mình đặt dưới màn xương, cho nên là gần như nó không có sự xúc tích. Thậm chí rờ này, em rờ không có cảm giác là có sóng mũi không? Thế hệ như những cái phương pháp nâng mũi thông thường đi, mình rờ vào là mình biết nâng mũi liền. Đúng rồi. Cái cú của em là sờ là thấy giống như một cái nó rời ra luôn đó. Đúng rồi, nó rời ra khỏi cái cơ thể mình luôn. Còn bây giờ mình thấy nè, nó gắn kết với cái cơ thể mình, mình không có cảm giác đây là nâng mũi, mình cảm giác đây là cái sóng thật. Rờ không thể biết được. Nếu một người mà lạ, người ta muốn rờ cái mũi, người ta cũng không biết mình nâng mũi. Thậm chí cho ta rờ, người ta nghĩ ồ đây cũng thật. Ồ, vì hiện nay cái công nghệ nâng mũi là rất là phát triển so với trước kia, đặc biệt là ứng dụng cái công nghệ 6D trong nâng mũi cũng như là sụn nano. Rất là đẹp, và nó làm cái khuôn mặt em nó trẻ này, nhìn nó baby và nhìn nó rất là thích. Bạn này có ai khen về cái mũi không? Người ta thường người ta nói sao? Nói chung là nhìn mặt khác hoàn toàn.